Hello, xin chào và chào mừng các cậu đã quay trở lại với Way to Wait Cartoon. Mật mã Lyoko có lẽ là một cái tên đã đi sâu vào tuổi thơ của nhiều người rồi đúng không nào? Có ai trong chúng ta mà chưa một lần tưởng tượng rằng mình sẽ bước vào một thế giới ảo bằng một cỗ máy và trở thành một chiến binh sở hữu năng lực đặc biệt? Ngày hôm nay hãy cùng với Way to Wait Cartoon ôn lại tuổi thơ với video tóm tắt toàn bộ mật mã Lyoko nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi, let's go! Trước khi đi vào nội dung chính, hãy cùng tớ tìm hiểu một chút về Lyoko. Đây là một thế giới ảo tồn tại bên trong siêu máy tính. Trong đó có 5 vùng lãnh thổ với 5 dạng địa hình khác nhau bao gồm rừng, núi, băng, sa mạc. Lãnh thổ trung tâm được gọi là khu vực 5, nơi kết nối các dạng địa hình còn lại với nhau. Bên dưới của tất cả tồn tại một đại dương số. Bất kỳ thứ gì rơi xuống đó đều sẽ biến mất. Ở trên các địa hình đó có tất cả 86 tòa tháp. Thông qua nó, những chiến binh có thể di chuyển giữa các địa hình. Đây cũng là công cụ giúp kết nối thế giới Lyoko với thế giới thực. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào mạch truyện chính của phim. Jeremy trong quá trình tìm kiếm linh kiện cho việc chế tạo robot đã vô tình tìm được một căn hầm bí mật bên dưới nhà máy cạnh trường học. Cậu khởi động một cỗ máy được gọi là siêu máy tính. Thông qua đó, cậu gặp được một cô gái hiện đang ở trong hệ thống tên là Elita. Thông qua trò chuyện và tương tác, Jeremy xác định được rằng Elita đang mắc kẹt trong một không gian ảo tên là Lyoko. Ở đây tồn tại những con quái vật nguy hiểm. Việc Jeremy khởi động siêu máy tính đã đánh thức một chương trình đa tác nhân có ý thức vô cùng nguy hiểm tên là Sana. Hắn ta có thể tấn công thế giới bên ngoài thông qua việc xâm nhập vào các thiết bị điện. Trong một lần Jeremy bị Sana tấn công, Ulrich đã kịp thời xuất hiện và giải cứu cậu. Sau đó, Jeremy đưa Ulrich xuống căn hầm bí mật và giới thiệu với cậu về siêu máy tính. Cả hai tìm cách mã hóa con người và đưa họ vào Lyoko, nơi mà Elita đang mắc kẹt. Thí nghiệm đầu tiên ban đầu được định sẽ dùng chú chó của Oth, bạn cùng phòng với Ulrich. Tuy nhiên sau đó, Oth đã nhảy vào và cậu ta được thành công đưa vào thế giới ảo. Tại đây, Oth có tạo hình giống một con mèo với khả năng bắn đạn từ tay. Để giúp Oth, Ulrich cũng đi vào cỗ máy để số hóa bản thân. Tạo hình của Ulrich trong thế giới ảo là một samurai. Lúc này ngoài thế giới thực, Sana thông qua hệ thống dây điện đã tấn công trực tiếp đến phòng điều khiển của Jeremy. Về phần của Ulrich và Oth, cả hai thông qua một chiếc tháp mà bị di chuyển đến địa hình băng. Họ gặp một ngọn tháp đang bị kích hoạt với rất nhiều quái vật xung quanh bảo vệ. Cả Ulrich và Oth bị chúng đánh bại và trở về được thế giới thực. Sau đó cả bọn cùng hợp lực chống lại sự tấn công của Sana. Sau một thời gian nghiên cứu, Jeremy cũng đã tìm ra được tác dụng cũng như khả năng kết nối đến thế giới thực của những ngọn tháp. Thông qua nó, Sana có thể thực hiện được các cuộc tấn công đến thế giới thực. Người duy nhất có thể vô hiệu hóa chúng là Elita. Ngay sau đó, Sana lại tiếp tục thực hiện một cuộc tấn công khác dưới dạng một quả cầu điện thông qua tòa tháp. Ở thế giới ảo, Elita cũng đang gặp nguy hiểm khi cố gắng tiếp cận tòa tháp bị kích hoạt nhằm vô hiệu hóa nó. Khi này, Ulrich, Oth và Yumi, cô bạn mập mờ của Ulrich cùng nhau ảo ảnh hóa để vào Lyoko. Tạo hình của Yumi ở đây là một chiến binh mặc kimono với vũ khí là hai chiếc quạt sắc lẹm. Cả bọn nhanh chóng tìm được Elita và hộ tống cô đến tòa tháp, nhờ đó kịp thời vô hiệu hóa nó trước khi Sana làm hại những người ở thế giới thực. Jeremy tiến hành chạy chương trình tua ngược thời gian, nhờ đó xóa hết ký ức của mọi người, trừ cậu và ba người bạn đã được ảo ảnh hóa. Từ đây, một nhóm được thành lập để chống lại sự tấn công của Sana, đồng thời tìm cách phi ảo ảnh hóa, đưa Elita đến thế giới thực. Cả nhóm cùng nhau chiến đấu và chống lại các cuộc tấn công mới bất ngờ của Sana trong lúc tìm cách phi ảo ảnh hóa Elita. Sau mỗi cuộc tấn công của Sana, Jeremy lại dùng tính năng quay ngược quá khứ của siêu máy tính để xóa ký ức của mọi người. Các cuộc tấn công của Sana ngày càng nguy hiểm. Chính vì vậy, ngoài việc chiến đấu hòng vô hiệu hóa các tòa tháp trong Lyoko, họ còn phải bảo vệ những người thân, bạn bè và thầy cô ngoài thế giới thực. Ngoài ra, khi ở trong thế giới ảo, cả ba chiến binh phải luôn tìm cách bảo vệ và đưa được Elita đến ngọn tháp bởi cô không hề sở hữu sức mạnh như những người còn lại. Sức mạnh và năng lực của Sana ngày càng tăng. Không chỉ còn tấn công thông qua các thiết bị điện như trước, hắn ta đã có thể hóa thành làn khói đen, sau đó tấn công và điều khiển các thiết bị khác như xe cộ. Nhưng dù vậy thì với sự hợp lực và phối hợp khéo léo, các cuộc tấn công này đều được nhóm bạn ngăn chặn và vô hiệu. Để có thể xác định được các cuộc tấn công của Sana, Jeremy đã phát triển một phần mềm cảnh báo dựa trên mức độ nghiêm trọng, nhờ đó có thể nắm được khi nào Sana tấn công để có thể ngăn chặn kịp thời. Trong thời gian này, tình cảm của Jeremy và Elita có nhiều tiến triển. Do đó, cậu dành ngày đêm để phát triển chương trình có khả năng phi ảo ảnh hóa Elita. Và bằng một cách tình cờ, Jeremy đã thành công trong việc tạo ra chương trình vật chất hóa. Tuy nhiên, trong một lần chiến đấu, Yumi đã bị rơi xuống đại dương số và không thể trở lại thế giới thực.
Chính vì vậy, Jeremy đành dùng lần phi ảo ảnh hóa duy nhất này để cứu Yumi, bỏ lỡ cơ hội phi ảo ảnh hóa Elita. Tuy nhiên, tất cả đều tin rằng thiên tài Jeremy có thể tái tạo chương trình đó một lần nữa. Nhờ việc Yumi được tái tạo, Sana đã thành công kiểm soát cô và tiến ra thế giới thực thông qua cơ thể của Yumi. Rất may là những người bạn đã kịp thời nhận ra và vô hiệu hóa tòa tháp, đồng thời giải cứu Yumi thật trước khi hắn hại Jeremy. Các cuộc tấn công của Sana ngày càng nguy hiểm và mục tiêu của hắn là nhóm bạn, vì hắn coi họ như là vật cản lớn trên con đường thoát ra ngoài và xâm chiếm thế giới. Không chỉ còn là máy móc hay các thiết bị vô tri, Sana khi này còn có thể xâm nhập vào và điều khiển các cơ thể sống. Mở đầu cho việc này là một cuộc tấn công bởi một binh đoàn chuột do hắn ta điều khiển. Sau đó là một binh đoàn ong bắp cầy. Càng ngày, quy mô của các cuộc tấn công ngày một lớn hơn với tần suất dày hơn. Việc này đòi hỏi nhóm bạn phải luôn trong tư thế sẵn sàng để chiến đấu. Cùng lúc thì Jeremy vẫn không ngừng mầy mò tìm cách tái tạo lại chương trình phi ảo ảnh hóa để đưa Elita đến đời thực. Trong một lần Jeremy cãi nhau với Elita, cậu đã quyết định sẽ tự mình đi vào Lyoko để nói lời xin lỗi và nhờ Yumi giúp đỡ mình trong việc điều khiển. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi và ảo ảnh hóa thất bại khiến cho Jeremy bị kẹt tại lưng chừng. Để đưa Jeremy trở lại, Elita phải đi thu hồi lại bộ nhớ trong 4 ngọn tháp chính rồi gán lại máy quét để hoàn tất chuỗi chuyển dịch. Không có sự giúp đỡ của Jeremy nên rất khó khăn thì nhiệm vụ mới hoàn thành được. Qua đây, nhóm bạn cũng hiểu thêm được về nỗi vất vả mà cậu bạn thiên tài phải trải qua hàng ngày dù không phải chiến đấu. Các cuộc tấn công của Sana vẫn tiếp diễn, thậm chí hắn ta còn điều khiển nhà máy chế tạo ra một con robot nguy hiểm với mục đích săn lùng và tiêu diệt nhóm bạn. Sau đó, Sana đã xâm nhập trực tiếp vào hệ thống siêu máy tính và cấy vào đó một loại virus khiến cho các chiến binh Lyoko không còn khả năng phi ảo ảnh hóa, hay nói cách khác là họ không thể trở lại thế giới thật. Nếu chết ở đây, sẽ biến mất vĩnh viễn. Điều này buộc Jeremy phải nhanh chóng sửa chữa cũng như tiêu diệt con virus. Trong khi đó, tại Lyoko, nhóm bạn vừa phải chiến đấu, vừa phải cẩn thận để không bị mất mạng. Thế nhưng, cũng nhờ lần mắc kẹt này, tình cảm của Yumi và Ulrich đã có một bước phát triển lớn. Trong một lần phi ảo ảnh hóa, thay vì trở về thế giới thực, Ulrich, Yumi và Oth bị dịch chuyển đến một thế giới song song. Để cứu được các bạn của mình, Jeremy lại một lần nữa bước vào buồng chuyển đổi và thành công xâm nhập vào thế giới ảo song song. Elita tại Lyoko sẽ tìm kiếm trung tâm điều khiển thế giới đó để tiêu diệt nó. Ở thế giới song song, tên Sana dưới hình dạng của Jeremy cũng hiện hình và tấn công cả nhóm. Rất may là trung tâm điều khiển đã bị Elita phá hủy kịp thời, từ đó tất cả được giải thoát. Sau một thời gian cố gắng, cuối cùng Jeremy đã thành công tái tạo chương trình phi ảo ảnh hóa và đã có thể đưa Elita đến thế giới thực. Để có thể làm được điều đó, Elita phải đến một ngọn tháp đã được kích hoạt ở địa hình rừng. Dưới sự giúp đỡ và hộ tống hết sức của cả nhóm, Elita đã được phi ảo ảnh hóa và xuất hiện ở thế giới thực. Elita bắt đầu làm quen với thế giới. Cô ở tại nhà của Yumi và đi học ở trường cùng với nhóm bạn. Cả nhóm quyết định sẽ tắt siêu máy tính để Sana không thể tấn công đến thế giới thực được nữa. Tuy nhiên, điều này cũng sẽ chấm dứt cuộc sống của Elita. Jeremy nghi ngờ rằng Sana đã cấy vào cơ thể của cô một loại virus. Việc Elita được đưa ra ngoài thế giới thực là điều mà Jeremy mong ngóng hơn bao giờ hết. Đến thời điểm hiện tại, cậu đã thỏa lòng khi có thể được ở bên cô gái mình thương nhớ suốt thời gian dài. Vấn đề nảy sinh, nhờ vào chương trình ảo ảnh hóa của Jeremy, Sana đã có thể đưa những sinh vật nguy hiểm từ Lyoko đến thế giới thực. Để có thể tiếp tục chiến đấu với Sana, Elita quyết định sẽ quay lại Lyoko cho đến khi loại bỏ được virus, đồng thời điều đó cũng dễ dàng khiến cả nhóm nắm bắt được khi nào thì các cuộc tấn công diễn ra. Một thời gian sau, Jeremy đã tạo ra được cho nhóm chiến binh những phương tiện để họ có thể dễ dàng di chuyển, cũng như chiến đấu trong Lyoko. Những con quái vật khi này cũng to lớn và có phần nguy hiểm hơn. Đồng thời, cậu cũng tạo ra được một chương trình máy quét giúp cảnh báo mỗi khi có tòa tháp được kích hoạt. Chính vì vậy mà Elita không cần phải ở trong Lyoko nữa, cô có thể sống ở thế giới thực cùng với nhóm bạn. Ở một diễn biến khác, trong trường có một cậu thanh niên mới chuyển đến tên là William. Cậu ta khá thân thiết với Yumi, khiến Ulrich có vẻ khó chịu ra mặt. Khi Elita ở trong rừng, Sana đột nhiên tấn công và buộc cô bé phải chạy trốn. Khi này, cô vô tình tìm được một căn nhà bỏ hoang có tên là Hermitage. Những người khác cũng kịp thời đến đây và cứu cô khỏi sự tấn công của Sana. Không may, Yumi và Ulrich bị mắc kẹt lại. Oth và Elita lúc này kịp thời đến Lyoko và vô hiệu hóa ngọn tháp thông qua một đường hầm bí mật trong căn nhà. Sau lần ở lại ngôi nhà hoang Hermitage, Elita liên tục gặp những cơn ác mộng lặp đi lặp lại. Vì nghi ngờ chủ nhân của ngôi nhà kia có liên quan đến siêu máy tính, cả nhóm quyết định tìm thông tin về ông, người có tên là Franz Hopper. Về phần Elita, do gặp khó khăn trong việc kết nối với mọi người, cô bé tủi thân và quyết định tự mình ảo ảnh hóa để trở lại Lyoko. Vô tình, cô bé lạc đến một khu vực mới mà theo lời của Jeremy, đó là khu vực 5. Ngay sau đó, thiên tài của chúng ta cũng thành công tìm ra cách đưa cả nhóm đến đó và kịp thời giải cứu Elita khỏi đàn quái vật ngay trước khi Sana kịp chiếm đoạt ký ức của cô bé.
cả nhóm quyết định quay trở lại để khám phá khu vực 5. Họ đã gặp nhiều khó khăn khi chương trình phi ảo ảnh hóa không khả dụng ở khu vực 5. Chính vì vậy, khi hết đặc điểm sinh mạng, các chiến binh không thể trở về thế giới thật. Rất may rằng, Jeremy kịp thời hoàn thiện chương trình để đưa tất cả trở lại. Họ có thêm được rất nhiều thông tin về khu vực 5 cũng như Lyoko, đặc biệt là việc nơi đây chính là chỗ trú ngụ của Sana. Thông qua việc cả nhóm tiếp cận và sử dụng dữ liệu ở khu vực 5, Sana đã có thể kiểm soát được chương trình quay trở về quá khứ và liên tục cho khởi chạy nó. Sana còn đã có khả năng nhập vào và điều khiển con người. Từ đó, cả nhóm nhận ra rằng việc cho chạy chương trình quay trở về quá khứ sẽ làm tăng sức mạnh cho Sana. Vì thế nên từ lúc này trở đi, việc đó cần được hạn chế tối đa. Để giải quyết việc Elita liên tục gặp những cơn ác mộng giống nhau sau khi rời khỏi ngôi nhà bỏ hoang Hermitage, cả nhóm quyết định sẽ quay trở lại đó và tìm hiểu. Khi này, Elita tìm được con búp bê Master Puck, nhân vật xuất hiện trong giấc mơ của cô bé hàng đêm. Bên trong đó có chứa một chiếc chìa khóa của một ngăn tủ, nơi cất chứa những nhật ký của Franz Hopper. Ngay sau đó, Sana tấn công và tìm cách kiểm soát Oat và Ulrich nhưng bất thành. Hắn chuyển sang kiểm soát Jeremy và bắt cóc Elita. Rất may rằng cả bọn đã kịp giải cứu cô bé, đồng thời vô hiệu hóa tòa tháp trước khi hắn thành công trích xuất ký ức của Elita. Thời gian sau, Sana liên tục thực hiện các cuộc tấn công tương tự nhắm vào Elita. Điều này chứng tỏ ký ức của cô bé có vai trò vô cùng quan trọng với hắn ta. Rất nhiều cách đã được Sana sử dụng, từ kiểm soát những người xung quanh như thầy giáo đến cả kiểm soát Elita. Hắn còn dùng chiêu thâm độc hơn là đánh cắp ADN của Yumi, buộc Elita phải nhường lại bộ mã ADN cho Yumi để cô có thể trở về thế giới thực. Trong một lần chương trình của Jeremy mất kiểm soát và tấn công Elita, Sana đã cho những con quái vật quay sang bảo vệ cô bé. Sau đó, hắn còn giúp nạp lại pin hạt nhân cho siêu máy tính, từ đó giúp cho Lyoko và Elita có thể tiếp tục tồn tại. Dù vậy, Sana vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công với mục đích chính là chiếm lấy ký ức của Elita. Trong một lần vật chất hóa bị lỗi, Yumi và Oat bị hoán đổi cơ thể cho nhau. Điều này khiến cho khá nhiều rắc rối nảy sinh. Ngoài ra, sự tồn tại của cả hai cũng bị đe dọa. Để chạy chương trình sửa lỗi, buộc Elita cùng Oat và Yumi phải đến khu vực 5, nơi chứa mã nguồn Lyoko để thực hiện. Từ đó kịp thời cứu cả hai khỏi nguy cơ biến mất. Elita tiếp tục gặp những giấc mơ kỳ lạ, lần này là về những kẻ mặc đồ đen đang truy đuổi cô. Theo ký ức, cô lại đi đến ngôi nhà Hermitage và nhìn thấy Franz Hopper trong ảo giác ở đó. Điều này chứng tỏ Elita và ông ta có một mối quan hệ khăng khít. Một ngày nọ, cùng một lúc có đến 5 tòa tháp bị kích hoạt. Cả nhóm đến chỗ siêu máy tính thì bắt gặp Franz Hopper đang ở đó. Ông ta nói rằng có thể vô hiệu hóa các tòa tháp mà không cần đến Lyoko. Đồng thời cũng cho biết là chương trình ảo ảnh hóa có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của các chiến binh. Điều đó làm tất cả mọi người quay ra trách móc Jeremy. Ông ta sau đó yêu cầu các chiến binh vào Lyoko để lấy nốt dữ liệu ở khu vực 5, hòng xóa bỏ hoàn toàn virus trong người Elita. Tuy nhiên, Jeremy đã nhận ra đó không phải là Hopper thật mà chính là Sana. Cậu cùng Elita đã lên một kế hoạch đánh lừa hắn ta, thành công vô hiệu hóa tòa tháp hắn sử dụng để tạo ra Franz Hopper giả. Một ngày nọ, cô bạn Sissy dường như bị ai đó điều khiển. Cô bé đến gặp Jeremy và để lại cho cậu những đoạn mã kỳ lạ. Thông qua việc giải mã nó, cả nhóm biết được rằng người làm việc đó chính là Franz Hopper. Thông qua đó, ông đã để lại cho nhóm rất nhiều manh mối để có thể giải mã được nhật ký của ông. Ngoài ra, ông cũng kích hoạt một ngọn tháp và hỗ trợ cả nhóm giải mã toàn bộ nhật ký. Mọi bí ẩn khi này được tiết lộ. Franz Hopper chính là người tạo ra siêu máy tính và Sana để phục vụ cho một dự án quân sự. Để hoàn thành các nghiên cứu của mình, đồng thời để chạy trốn khỏi sự truy đuổi của kẻ thù, Hopper đã cho chạy chương trình quay ngược thời gian liên tục. Điều này khiến cho Sana dần mạnh lên và có nhận thức riêng. Elita là con gái của Franz Hopper. Ông ấy đã có kế hoạch mã hóa cả hai cha con để hai người cùng được sống vui vẻ trong Lyoko. Giống như ông, Elita nắm giữ chìa khóa của Lyoko. Điều này giải thích lý do vì sao Sana luôn tìm mọi cách để đánh cắp trí nhớ của Elita, hòng thoát khỏi siêu máy tính và thống trị thế giới. Đồng thời, Sana đã lấy đi một mảnh ký ức từ Elita. Điều đó khiến cô ấy không thể phi ảo ảnh hóa như mọi người và bị phụ thuộc vào siêu máy tính. Mảnh ký ức đó đang lạc đâu đó trong khu vực số 5. Tuy nhiên, việc biết sự thật khiến Elita vô cùng tổn thương. Cô nghĩ rằng Franz Hopper đã quá ích kỷ khi cướp đi cuộc sống của mình. Thậm chí, cô bé còn tìm đến tắt siêu máy tính để chấm dứt cuộc sống, may mắn được Jeremy giải cứu kịp thời. Sau đó, cả nhóm cùng vào khu vực 5 để lấy lại mảnh ký ức cho Elita. Nhưng không may lại để cho Sana bắt được cô bé và thành công đánh cắp ký ức. Để cứu Elita, Franz Hopper đã trả lại toàn bộ ký ức cho cô. Từ đó, Elita không còn phụ thuộc vào siêu máy tính nữa. Và thật không may là Sana cũng vậy. Việc tắt siêu máy tính khi này không thể ngăn chặn hắn ta được nữa. Nhiệm vụ của cả nhóm sẽ vẫn phải tiếp tục. Những ký ức của Elita và Franz Hopper ngày càng rõ ràng hơn. Khi cả hai cha con được đưa vào Lyoko, Franz Hopper đã không thể ảo ảnh hóa bản thân và đã tồn tại dưới dạng những quả cầu năng lượng. Sana thực chất là một chương trình đa tác nhân do ông tạo ra để phục vụ cho mục đích quân sự.
Song, vì lạm dụng tính năng quay lại quá khứ quá nhiều lần, Sana đã tự có ý thức và vượt ngoài tầm kiểm soát. Chính vì vậy, ông buộc phải tắt siêu máy tính. Sau khi thoát khỏi Lyoko, Sana đã thành công xâm nhập vào hệ thống mạng Internet toàn cầu. Hắn cử những đoàn quân quái vật đến tấn công vào khu vực 5, cụ thể là trái tim của Lyoko, hòng phá hủy hoàn toàn nơi này. Trong trận chiến với lũ quái vật, Elita đã lần đầu thể hiện sức mạnh mới của mình là khả năng bắn ra quả cầu lửa năng lượng. Ngoài ra, kể từ khi cô lấy lại ký ức, cô đã hoàn toàn là một con người và sẽ được tự động vật chất hóa khi hết điểm sinh mạng. Vì thất bại trong việc phá hủy trái tim của Lyoko, Sana đã thay đổi chiến thuật. Hắn sẽ phá hủy từng địa hình một để nhóm các chiến binh không thể đến được khu vực 5 nữa. Hắn tiến hành kích hoạt một tòa tháp ở địa hình rừng, sau đó kiểm soát Elita tiến vào tòa tháp và nhập mã Sana. Khi này toàn bộ địa hình rừng cùng quái vật ở đó bị phá hủy. Một cuộc tấn công khác sau đó cũng được thực hiện. Sana tiến hành kích hoạt một tòa tháp và nhấn chìm địa hình núi bằng cách dâng cao mực nước của đại dương số, đồng thời cho quái vật tấn công vào trái tim của Lyoko. Để ngăn chặn, Elita buộc phải đến khu vực 5 để lấy dữ liệu, từ đó mới có thể hạ được mực nước và vô hiệu hóa tòa tháp. Sana vẫn không bỏ cuộc, hắn ta tiếp tục cho thực hiện các cuộc tấn công. Lần này là nhắm vào siêu máy tính thông qua việc điều khiển hai tên đặc vụ. Rất may là cả nhóm kịp thời vô hiệu hóa tòa tháp nên siêu máy tính không bị tổn hại quá nặng nề. Sana đã thành công trong việc phá hủy địa hình sa mạc cũng bằng chiêu thức cũ là kiểm soát Elita và để cô bé nhập mã Sana vào tòa tháp. Trong một lần làm nhiệm vụ, khi siêu máy tính đang bị lỗi do sự quấy phá của Sana, Elita buộc phải đưa ra quyết định phá hủy địa hình băng để Jeremy có đủ năng lượng khởi động lại siêu máy tính. Vậy là chỉ còn lại duy nhất địa hình núi. Điều này buộc Jeremy phải tăng tốc độ tìm cách ảo ảnh hóa trực tiếp đến các chiến binh đến khu vực 5. Trong một lần thí nghiệm, Jeremy đã vô tình khiến Ulrich bị phân tách giữa thể xác và linh hồn. Chính vì vậy, cậu ta biến mất hoàn toàn trên hệ thống. Điều này buộc Elita và Yumi phải vào tìm thân xác của Ulrich trong khu vực 5. Cơ thể của Ulrich khi này đang bị Sana điều khiển và đang tấn công vào trái tim của Lyoko. Rất may được cả nhóm ngăn chặn kịp thời và trả lại nó cho Ulrich. Để giúp cho các chiến binh có thể chiến đấu hiệu quả hơn, Jeremy đã thực hiện cho họ các nâng cấp. Riêng về phần Oath thì không có siêu năng lực gì thêm. Chính vì vậy, Jeremy đã cho cậu thêm khả năng dịch chuyển tức thời. Song điều này lại gây ra nhiều rắc rối. Cụ thể là khi vật chất hóa, từ đâu đó sinh ra tận 3 Oath. Sau sự cố đó, Oath cũng chịu yên phận vì bản thân cậu dù sao cũng đã là một tay thiện xạ, như vậy là đủ rồi. Sana trong một lần sử dụng bóng ma đa hình để giả dạng Jeremy, hắn đã thành công kiểm soát Elita trong Lyoko và phá hủy nốt địa hình núi. Rất may là Jeremy đã kịp hoàn thành chương trình ảo ảnh hóa các chiến binh đến khu vực 5. Vì phải thực hiện hóa quá nhiều nhiệm vụ cùng lúc với tần suất dày đặc, kết quả học tập của cả nhóm đều đi xuống. Thậm chí Yumi còn phải đối mặt với nguy cơ bị đuổi học vì trốn học quá nhiều. Chính vì vậy, cả nhóm quyết định kết nạp thêm William vì cậu ta đã biết được bí mật, đồng thời cũng tỏ ra khá hữu ích. Trong lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ, William xuất hiện với trang phục trắng và thanh đao siêu ngầu. Vì quá mải mê đánh quái, cậu ta đã bị Sana kiểm soát. Với sức mạnh vượt trội, không ai có thể ngăn cản William phá hủy trái tim của Lyoko. Do vậy, Lyoko chính thức bị phá hủy. Trong giây phút tuyệt vọng, cả nhóm bỗng nhận được tin nhắn từ Franz Hopper. Dựa theo dữ liệu mà Franz Hopper để lại, Jeremy và Elita đã thành công tái tạo lại Lyoko. Sau khi Lyoko được tái tạo, trang phục của các chiến binh Lyoko cũng đã có những thay đổi và nâng cấp đáng kể. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho cuộc chiến khó khăn với Sana phía trước. Về phần William, hiện tại cậu đã trở thành tay sai đắc lực của Sana. Theo lệnh của Sana, cậu ta quay lại và tìm cách bắt cóc Elita để đẩy cô bé xuống đại dương số. Để che giấu về sự mất tích của William, Jeremy đã kích hoạt một tòa tháp ở Lyoko để tạo ra một bản sao của cậu ta ở thế giới thực. Tuy nhiên thì bản sao này khá ngáo ngơ và thi thoảng lại bị lỗi do tòa tháp. Cùng lúc đó thì các cuộc tấn công hướng về Elita do William cầm đầu liên tục diễn ra. Để có thể băng qua đại dương số và đến được Internet, Jeremy và Elita đã chế tạo một con tàu có tên là Skid Blenier. Nhờ đó, cả nhóm đã có thể ra khỏi Lyoko và khám phá mạng lưới Internet toàn cầu. Cả nhóm phát hiện ra rằng, nhờ ký ức lấy được từ Elita, Sana đã tạo ra rất nhiều bản sao để gia tăng sức mạnh cho hắn. Những bản sao này giống hệt với Lyoko nhưng chỉ có một địa hình duy nhất. Đồng thời, hắn ta vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào Elita. Để ngăn chặn và phá hủy những bản sao này, Jeremy sẽ xác định vị trí các siêu máy tính được đặt ở thế giới thực, sau đó vật chất hóa các chiến binh đến để phá hủy các siêu máy tính. Trong lúc đó, Sana cũng cho những con quái vật dưới sự chỉ huy của William tiến đến tấn công vào trái tim của Lyoko. Kết hợp với đó là kích hoạt các tòa tháp để tấn công nhóm các chiến binh ở thế giới thực. Trong một lần nhóm Jeremy, Elita, Oath và Ulrich đi ra ngoại, chỉ còn một mình Yumi ở nhà, Sana đã kích hoạt một tòa tháp để tấn công cả nhóm, đồng thời cho con mực đến để phá hủy tàu Skid Blenier. Rất may là Jeremy đã chuẩn bị sẵn chương trình phòng thủ. Đồng thời, Elita cũng trở về nhà máy kịp thời để vô hiệu hóa tòa tháp.
Trong một lần thực hiện nhiệm vụ do thám, không may Yumi mắc kẹt lại đại dương và không thể trở lại tàu mẹ. Các chiến binh lúc này phải tìm mọi cách định vị và quay trở lại cứu cô bé trong sự ngăn cản của William. Một trận chiến giữa các chiến hạm diễn ra vô cùng căng thẳng. Rất may rằng cuối cùng tất cả vẫn có thể trở về an toàn. Nhiệm vụ phá hủy các bản sao bắt đầu. Đầu tiên là với bản sao địa hình rừng cả nhóm đã tìm thấy trước đó. Sau khi đến đây, cả nhóm được chia ra làm đôi. Hai người ở lại bảo vệ tàu Skid Blenier. Hai người còn lại sẽ được vật chất hóa đến địa điểm đặt siêu máy tính để phá hủy nó. Siêu máy tính của khu vực này được đặt tại một khu rừng nhiệt đới. Người nhận nhiệm vụ đi phá hủy nó là Oth và Elita. Hai người ở lại là Yumi và Urich phải chiến đấu để chống lại sự tấn công của William và đàn quái vật nhắm vào tàu Skid Blenier. Lần đầu thực hiện nhiệm vụ không mấy thuận lợi khi nhóm Yumi và Urich không thể chống lại được William. Tuy nhiên, đây cũng là một bước tiến vô cùng lớn trong hành trình chống lại Sana. Trong lần quay trở lại ngay sau đó, dù vẫn gặp khá nhiều khó khăn khi nhóm được cử đi là Yumi và Urich không thành công, Oth đã lập công lớn khi phá hủy siêu máy tính đầu tiên của Sana. Từ đó, một bản sao của Lyoko đã bị phá hủy. Trong một lần vì muốn đưa chú chó của mình vào Lyoko, Oth đã len giấu nó vào bụng. Điều này khiến cho quá trình phi ảo ảnh hóa kết thúc. Oth và chú chó của cậu bị nhập thành một và Oth cư xử y như một chú chó. Thậm chí cả nhóm còn gặp rắc rối khi có một đám du côn đến nhà máy làm loạn dưới sự điều khiển của Sana. Điều này buộc Jeremy vừa phải hỗ trợ các chiến binh chiến đấu, vừa phải thực hiện chương trình chia tách ADN của Oth và chú chó của cậu ta. Rất may rằng mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp. Nhóm của Elita vượt qua được William cùng đàn quái vật và vô hiệu hóa được tòa tháp. Oth cùng chú chó cũng được tách ra thành công. Đồng thời, nhiệm vụ tiêu diệt các bản sao của Lyoko do Sana tạo ra để làm yếu hắn ta vẫn được các chiến binh Lyoko tiếp tục thực hiện. Lần này là một bản sao chỉ có địa hình sa mạc, đồng thời siêu máy tính của nó được đặt tại New Mexico. Nhóm nhận nhiệm vụ đi phá hủy siêu máy tính là Urich và Elita, còn Oth và Yumi sẽ ở lại bảo vệ phi thuyền Skid Blenier. Trong lúc đó, Sana đã lệnh cho William phi ảo ảnh hóa về thế giới thực với mục tiêu là phá hủy siêu máy tính. Rất may rằng, William bản sao cũng đến đây và giúp đỡ Jeremy chống lại tên William bản Ryu đang bị Sana kiểm soát. Điều này cũng buộc nhóm phải hoàn thành nhiệm vụ và quay trở lại. Trong một lần chỉ còn lại Elita ở ký túc xá, Sana đã giả dạng làm Franz Hopper và dụ cô bé vào Lyoko. Lần này hắn ta đã thành công đẩy Elita xuống đại dương số. Hóa ra, mục đích chính của Sana chính là dụ Franz Hopper xuất đầu lộ diện để hắn ta có thể tiêu diệt ông. Sau khi thành công ngăn chặn Sana làm hại Franz Hopper và cứu được Elita, nhiệm vụ tiếp theo của cả nhóm là quay lại khu căn cứ quân sự ở Mexico để phá hủy siêu máy tính đang được đặt tại đó. Lần này, Urich và Yumi cùng nhau đến nơi đặt siêu máy tính, còn Elita và Oth ở lại bảo vệ con tàu. Dù gặp chút khó khăn do phần mềm ảo ảnh hóa gặp lỗi, nhưng cả nhóm vẫn thành công phá hủy siêu máy tính, nhờ đó bản sao này cũng ra đi. Tiếp đó, các chiến binh đến với một bản sao khác và lần này là của khu vực 5. Siêu máy tính của nó được đặt tại một trạm không gian. Oth và Yumi sẽ là người nhận nhiệm vụ đi đến đó và phá hủy siêu máy tính. Còn Elita và Urich sẽ ở lại canh chừng tàu Skid Blenier. Nhiệm vụ lần này được thực hiện khá êm đẹp và một bản sao nữa đã bị phá hủy. Một khoảng thời gian sau đó, Sana liên tục thực hiện các cuộc tấn công với mục đích cũ là bắt cóc và đẩy Elita xuống đại dương số. Tuy nhiên, hầu hết đều bị nhóm các chiến binh ngăn chặn kịp thời. Bản sao tiếp theo là của địa hình băng. Siêu máy tính của nó đặt tại Siberia. Lúc này, William cũng được phi ảo ảnh hóa đến đây để ngăn cản Oth và Yumi phá hủy siêu máy tính. Tuy nhiên, việc này lại tạo cơ hội cho cả nhóm lấy được dữ liệu về chương trình kiểm soát William thông qua tòa tháp kiểm soát. Lúc này, Sana tập hợp năng lượng từ toàn bộ các bản sao. Không phải 2 hay 3 mà là hàng trăm bản sao như vậy. Từ đó, hắn tạo nên con quái vật khổng lồ Colossus. Điều này buộc các chiến binh Lyoko phải hủy bỏ nhiệm vụ và rút lui. Khi nắm được thông tin có hàng trăm siêu máy tính, cả nhóm hiểu ra rằng việc phá hủy toàn bộ các bản sao là bất khả thi và họ cần một kế hoạch khác. Nhờ các thông tin mà Franz Hopper để lại, cũng như các dữ liệu thu thập được qua các cuộc chiến, Jeremy nhận ra rằng có thể tiêu diệt Sana thông qua một chương trình đa tác nhân. Đồng thời, cậu cũng đã tìm ra cách để có thể đưa William trở lại, thông qua những dữ liệu đã thu thập được ở ngọn tháp kiểm soát William trước đó. Việc này yêu cầu Elita sẽ đến siêu máy tính của bản sao khu vực băng và chạy chương trình cùng thời điểm các chiến binh phi ảo ảnh hóa William. Dù gặp tương đối nhiều khó khăn khi vừa phải chiến đấu với William, vừa phải đấu với con quái vật Colossus, song kế hoạch cuối cùng vẫn thành công, William được đưa trở lại thế giới thực. Tuy nhiên thì tàu Skid Blenier đã bị phá hủy. Thời gian sau đó, Jeremy dường như quên ăn quên ngủ để hoàn thiện chương trình đa tác nhân hòng tiêu diệt Sana một lần và mãi mãi. Một ngày nọ, Franz Hopper gửi tín hiệu gọi nhóm đến địa hình băng. Tại đây, ông đã hỗ trợ Jeremy hoàn thành chương trình đa tác nhân. Cùng lúc, Sana cũng cho con quái vật Colossus tấn công đến đây để ngăn cản. Đồng thời, hắn còn kích hoạt một tòa tháp để kiểm soát William ngoài đời thật. Sau mọi nỗ lực thì chương trình được hoàn thành, con quái vật Colossus cũng đã bị tiêu diệt. Tuy nhiên, lúc khởi chạy thì lại thiếu năng lượng.
Franz Hopper quyết định sẽ hy sinh bản thân mãi mãi để cung cấp năng lượng đủ để chạy chương trình đa tác nhân. Sana chính thức bị khai tử, chiến thắng thuộc về các chiến binh Lyoko. Cuộc chiến dài hơi đã đến lúc phải kết thúc. Dù tiếc nuối cũng như không muốn rời bỏ cuộc sống của một anh hùng, nhóm bạn vẫn thống nhất sẽ tắt siêu máy tính sau khi chạy chương trình quay ngược thời gian lần cuối để xóa trí nhớ của Sissy khi cô nàng lỡ biết hơi nhiều chuyện. Hành trình của các chiến binh Lyoko chính thức khép lại ở đây. Và vừa rồi là toàn bộ hành trình của các chiến binh Lyoko. Liệu các cậu có cảm thấy bồi hồi khi mà cùng chúng tớ ôn lại những kỷ niệm này hay không? Nếu có thì hãy để lại ý kiến ở bên dưới phần bình luận để chúng tớ được biết rồi nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Wait to wait out.